Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đến với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bắt ve. Hiện tại thì ở quê mình đang là mùa hè, cho nên là tiếng ve kêu khắp vườn, kêu rất là to. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video clip về con ve và cách bắt một con ve nó là như thế nào. Bắt bằng tay không nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nè. Rồi. Hiện tại thì mình đã phát hiện một con ve ở ngoài này. À, bây giờ mình sẽ qua ra bên này để mình bắt cái con ve này. Đầu tiên là mình sẽ quay thử là con ve nó ăn ở chỗ nào. Ngoài này đang có một con ve nè. Đây là hình ảnh của con ve. Nó kêu rất là to. Và bây giờ mình sẽ vô mình lấy cái bịch và mình sẽ bắt con ve này để cho các bạn thấy rõ hơn. Rồi, đây. Đây là hình ảnh con ve các bạn. Mình đã bắt nó được luôn rồi. Các bạn thấy không? Cánh con ve nè. Bắt luôn. Nè, mình chỉ cho các bạn thấy là con ve nó ra sao thôi. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Ve nè, không biết con ve nó nhỏ nhưng mà tại sao nó lại kêu rất là to, kêu tới điếc tai luôn. Đó, mà trong cái khu vườn của mình bây giờ có rất là nhiều ve đó, các bạn có thể nghe thấy tiếng ve kêu không, cực kỳ to luôn đó. Mà mấy con này là chưa là làm, không có làm ăn gì được với nó hết, kêu quá to đó. Mình sẽ cho các bạn thấy con ve. Không biết cái loài ve nó ở đâu mà mùa hè thì nó lại có rất là nhiều. Nhưng mà các cái mùa khác là hình như là nó đi ngủ các bạn. Đi ngủ hoặc là các cái mùa khác thì nó mới sản sinh. Nhưng mà mùa hè thì quá nhiều, quá đông luôn. Rồi, cái video mình làm thì con ve đến đây là hết rồi. Mình thả con ve ra luôn nha. Rồi mình thả để cho nó bay cho bác làm cái gì. Rồi, thả ra nè, bay đi. Ú, không chịu bay luôn. Bay. Nè, con ve nè các bạn. Sao nó không chịu bay không biết. Bấy. Bấy đi mày. Bấy đi. Không biết là hồi nãy lúc đi tránh. Đó. Không biết là lúc nãy là mình bắt đó thì nó có bị tổn thương không, nhưng mà bây giờ sao nó không chịu bay. Bấy. Bấy nè. Bấy đi. Thôi, nó không chịu bay thì mình sẽ để nó lên cái cây. Trở lại. Đây, lại lại. Đó, là bây giờ mình sẽ trả con ve lại về với cái cây rồi đó. Rồi, video đến đây là kết thúc nha các bạn.